Honda Civic EH-EV 2022 bắt đầu mở đơn đặt hàng, chờ ngày về tay khách Việt. Honda Malaysia mới đây đã thông báo, bắt đầu nhận đặt hàng cho mẫu sedan cỡ C Honda Civic EH-EV 2022. Được xây dựng dựa trên DNA của dòng RS thể thao, Honda Civic EH-EV 2022 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ và phấn khích nhất cho người dùng tại thị trường Malaysia. Honda Civic EH-EV 2022 cũng sẽ sớm được giới thiệu tại các quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Hiện tại, giá bán của Honda Civic EH-EV 2022 vẫn chưa được tiết lộ. Điểm ấn tượng nhất trên Honda Civic EH-EV 2022 chính là ở hệ truyền động hybrid. Hệ truyền động này bao gồm động cơ 4 xi lanh Atkinson hút khí tự nhiên 2.0 lít với công suất 143 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn 189 Nm và một động cơ điện. Tổng công suất đầu ra của Honda Civic EH-EV 2022 là 184 mã lực và mô men xoắn cực đại 315 Nm. Về ngoại thất, Honda Civic EH-EV 2022 có nhiều điểm tương đồng với phiên bản RS, với các yếu tố khác biệt như bánh xe hợp kim 2 tông màu 18 in, các điểm nhấn màu xanh trên logo Honda, cũng như biểu tượng EH-EV ở đầu xe ở phía sau. Bên cạnh đó, Honda Civic EH-EV 2022 cũng sở hữu nhiều chi tiết mạ chrome trên lưới tản nhiệt phía trước, viền đèn pha và viền cửa sổ. Di chuyển vào bên trong khoang nội thất, Honda Civic EH-EV 2022 gây ấn tượng với không gian hiện đại, trẻ trung cùng nhiều tính năng nổi bật. Các trang bị đáng chú ý trên Honda Civic EH-EV 2022 bao gồm màn hình cảm ứng 9 inch, hệ thống thông tin giải trí Advanced Display Audio, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, khởi động động cơ từ xa và gói công nghệ Honda Sensing. Honda Civic EH-EV 2022 cũng được cung cấp thẻ chìa khóa thông minh của Honda. Honda Civic thế hệ thứ 11 ra mắt vào đầu năm nay và đã được người dân Malaysia đón nhận rất tích cực. Doanh số của Honda Civic thế hệ mới đã vượt mốc 6.000 chiếc tính từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022. Chúng tôi tin rằng Honda Civic EH-EV 2022 cũng sẽ sớm gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới, Giám đốc điều hành Hyo Nobuo Shimura cho biết.